Sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức tại Việt Nam. Phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Nam Á Thái Bình Dương sẽ công du Việt Nam vào tuần tới. Thông cáo trên trang mạng Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, ông Daniel Russo sẽ tới Hà Nội trong 2 ngày 9 và 10 tháng 5 họp với các giới chức cao cấp để thảo luận về mối quan hệ Việt Mỹ, tranh chấp biển Đông và các vấn đề khác liên quan đến khối ASEAN. Việt Nam là chặng đường thứ nhì trong chuyến công du của ông Rosso sau khi đến Lào tham dự các cuộc họp về khu vực sông Mekong, Thượng đỉnh Đông Nam Á và diễn đàn khu vực ASEAN. Trời Việt Nam, ông Rosso sẽ sang Malaysia dự đối thoại Mỹ-ASEAN lần thứ 29. Chuyến đi của phụ tá Ngoại trưởng Daniel Rosso tới Việt Nam diễn ra không bao lâu trước chuyến công du của Tổng thống Barack Obama dự định vào cuối tháng năm này. Một trong những đề tài được lưu ý trong nghị trình của nhà lãnh đạo Mỹ là thực trạng nhân quyền của Việt Nam vốn là một ưu tiên của Washington trong việc ban giao với Hà Nội. Giới hoạt động nhân quyền đang hối thúc Tổng thống Obama nêu vấn đề nhân quyền với giới lãnh đạo Việt Nam để thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực này. Thứ ba tuần sau, ngày 10 tháng 5, trong lúc phụ tá Ngoại trưởng Daniel Russell đang có mặt tại Hà Nội, tại Hoa Thịnh Đốn sẽ diễn ra cuộc điều trần của Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ về nhân quyền Việt Nam với chủ đề Liệu Tổng thống Obama có đặt ưu tiên cho việc phóng thích tù nhân lương tâm tại Việt Nam trong chuyến công du lần này hay không? Nhân chứng từ Việt Nam phát biểu trong cuộc điều trần này là bà Vũ Minh Khánh, vợ luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, đang bị Hà Nội giam cầm. Liên Hiệp Quốc lên tiếng về vụ cá chết hàng loạt tại Việt Nam. Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở khu vực Đông Nam Á, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, viết tắt là OSCHR, hôm thứ Năm đã bày tỏ sự lo ngại về hiện tượng của cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền trung của Việt Nam đối với việc thực thi quyền con người của quốc gia này, đặc biệt là quyền y tế và thực phẩm. Văn phòng khu vực cũng quan ngại về việc chính quyền đối phó với các cuộc biểu tình đã bộc phát khắp nơi sau vụ cá chết và kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền tự do tập hợp phù hợp với luật quốc tế văn phòng nhân quyền liên hợp quốc kêu gọi chính phủ việt nam phải tôn trọng đầy đủ quyền tập hợp ôn hòa được bảo đảm trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị quyền có môi trường an toàn sạch sẽ lành mạnh và bền vững là không thể thiếu đối với các quyền con người, bao gồm quyền được sống, sức khỏe, thực phẩm, nước, vệ sinh môi trường đã được công nhận trong Công ước Quốc tế về Văn hóa, Kinh tế, Quyền lợi xã hội mà Việt Nam là một thành viên. Ông Lauren Malin, quyền đại diện khu vực của OHCHR nói, chính quyền Việt Nam cần áp dụng các khuôn khổ pháp lý và pháp luật để chống lại tác hại môi trường, gây cản trở việc thụ hưởng các quyền con người và bảo đảm rằng tất cả những người bị ảnh hưởng trực tiếp, đặc biệt là ngư dân, có được quyền sử dụng các biện pháp một cách hiệu quả. Ông May Linh nói thêm, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam tiến hành một cuộc điều tra độc lập, toàn diện và khách quan về những trường hợp được báo cáo đã sử dụng quá nhiều lực lượng cán bộ để thực thi pháp luật. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở nhiều khu vực, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Ở thành phố Sài Gòn, đám đông khoảng 1.000 người đã mang các biểu ngữ Hãy trả lại biển sạch cho chúng tôi và ngừng xả nước thải vào biển. Cuộc biểu tình đã trở thành một thách thức lớn đối với tân chính phủ Việt Nam. Chính phủ cho biết, hiện không có bằng chứng cho thấy trách nhiệm là do công ty Formosa gây ra cá có thể bị chết bởi chất độc thải ra từ các hoạt động của con người hoặc do hiện tượng thủy triều đỏ. Truyền thông Việt Nam đã không đưa tin về các cuộc biểu tình hôm Chủ nhật ngày 1 tháng 5. Việt Nam yêu cầu Nhật cung cấp thêm tàu tuần tra để tăng cường cho lực lượng tuần duyên, thêm dấu hiệu siết chặt hợp tác giữa các nước có tranh chấp chủ quyền lãnh hải với Trung Quốc trong khu vực. Reuters dẫn nguồn tin từ một giới chức Nhật cho hay, đề nghị được đưa ra hôm ngày 5 tháng 5 trong cuộc họp giữa Thủ tướng và Ngoại trưởng Việt Nam với Ngoại trưởng Nhật nhân dịp ông Fumio Kishida tới Việt Nam. Phát ngôn nhân Masato Ataka cho các cơ quan truyền thông biết Việt Nam muốn có thêm tàu mới và nói rằng chi tiết cụ thể về thời điểm, cách chuyển giao, chi phí và số lượng tàu chưa được quyết định. Nhật, quốc gia đang tranh chấp với Trung Quốc ở biển Hoa Đông, đang hâm nóng quan hệ với Việt Nam và Philippines. Hai nước có tranh cãi chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông, với các thỏa thuận về cung cấp tàu tuần tra cho Hà Nội và thiết bị kỹ nghệ quốc phòng cho Manila. Tháng rồi, hai tàu chiến Nhật ghé thăm Vịnh Cam Ranh trong chuyến thăm đầu tiên trong hình thức ý niệm này ngoài nga và ấn độ hai nguồn cung cấp vũ khí chính hà nội cũng đang gia tăng hợp tác với mỹ nhật australia và các nước châu âu khác trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự giữa tình hình tranh chấp biển đông căng thẳng và các kế hoạch lấn lướt của trung quốc trong khu vực